kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một buổi tối vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Bây giờ này là Hùng Lý sẽ có một cây clip để chuẩn bị cho cuộc hành trình của ngày mai như cả nhà nha. Thì bây giờ là giờ này là cái giờ gọi là cái giờ mà quan trọng mà chúng ta bắt đầu gọi là làm cái khâu chuẩn bị để ngày mai phát 300 hoặc là hơn á cơm sườn bì ở bệnh viện Nhi Đồng 1 của cả nhà nha. Thì mai tặng bao nhiêu thì chúng em sẽ có mặt phát, nhưng mà cái này chúng em phát thì không có cái phát mà giống như cái kia mà lại lấy đâu, nhưng ngày mai em sẽ đi cái phiếu rồi em nhờ băng pin và chị Dào vào từng bệnh viện đưa cho mọi người một phiếu sau bắt đầu mọi người xuống lấy như vậy á, thì em nghĩ là nó sẽ ổn hơn. Nhưng mà ngày mai là em phải đấu tranh với lại những người bán bệnh viện, nhưng mà em nghĩ là chắc có lẽ là em sẽ thuyết phục được. Thì em nghĩ là theo cái cách nói chuyện của mình thì có lẽ là em có thể là nhờ người ta cho em làm một ngày bệnh viện thôi. Thì tại vì trước khi đi em đã khảo sát sơ sơ rồi, thì ngày mai chỉ cần đấu nhiệm một xíu nữa thôi đó. Như vậy là ngày mai cũng nhận cái xe cho nó em đến cơm ở đi đọc hai cả nhà nha. Bây giờ tới phần em sẽ dẫn mọi người xuống đây để xem cái phần cái khâu chuẩn bị mà chị Dào ốp thịt cái thau thịt như thế nào nha cả nhà nha. Cả nhà cùng Hùng Lý là một người chị luôn đồng hành giữa Hùng Lý trong những lúc thiện nguyện phát cơm từ thiện. Thì trong cái phần này thì Hùng Lý cũng nói đến mọi người là trong phần này là chị Tú Trần có nhờ Hùng Lý làm 200 phần cơm sườn bì. Thì trong đó thì có một người anh thiện nhưng Hùng Lý không biết Facebook và cũng không biết gì luôn và cũng không biết không cái phần chị Tú Trần phát tặng 200. Thì Tú Trần có nhờ em á là phát cho bệnh viện, nhưng mà em cũng đấu tranh một giờ em được nói với Tú Trần là phát bệnh viện khó lắm, tại vì những người buôn bán ở bệnh viện á người ta sẽ làm khó mình khi mình đến mình phát, người ta sẽ không buôn bán được. Thì em cũng định là không là không biết thì ý tưởng sẽ phát ở đâu, phát ở những cái cầu của dân cường hay cầu chữ y gì đó, nhưng mà em nghĩ là chị Tú Trần phải nhờ em thì em sẽ cố gắng hết sức để giống như là cái bệnh viện nào đó. Thì em cũng tham khảo được ở bệnh viện Nhi Đồng 1, thì em nghĩ có lẽ là ngày mai em sẽ đánh thắng ở bệnh viện Nhi Đồng 1 như cả nhà nha. Thì cũng cảm ơn chị Tú Trần. Và thì cũng trùng hợp là có một người anh tên là anh Thiện mà em không biết Facebook, không biết Zalo gì hết, thì anh Thiện có tiền đến chỗ nhà bé Hai là nói là có xem YouTube của Hùng Lý và bé Hai, nên là anh muốn đồng hành một chút gì đó để cùng em. Nhưng mà cái số tiền 3 triệu này anh không cần biết em làm cái gì cũng được, miễn tụi em làm trong từ thiện. Thì em nghĩ là cái số tiền đó thì thôi em bệnh viện số bệnh nhân đông và người đuối bệnh cũng có nữa, là những hoàn cảnh khó khăn trong đó, thì thôi thì em gần như đây luôn. Thì trên 300 phần của chị Tú Trần tới gần 200 và của anh Thiện đó em gần đây thì 100 nữa hoặc là 100 hơn nữa thì em sẽ phát trong ngày mai luôn. Thì sáng nay thì em cũng cảm ơn chị Tú Trần và anh Thiện rất là nhiều đã gọi là tin tưởng em để cho em có được cái sự tin tưởng đến với anh chị và chị đồng hành với em để em gửi đến những khẩu phần ăn cho những gọi là hoàn cảnh khó khăn của anh chị. Bây giờ là mọi người thấy chị Dào đã làm thịt mọi người sẽ không thịt nha, rất là ngon như thế này nha, dù là sống thì mọi người thấy thịt sống không, nhưng mà nhìn cái thao thịt chúng ta cảm nhận được là ngày mai sẽ có những hộp cơm thật là ngon để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn có một cái khẩu phần ăn sáng đó. Thì bây giờ là chị Dào nói cho mọi người biết là ngoài thịt thì ra ngày mai trong hộp cơm mình sẽ là có những gì trong đó luôn chị Dào. Mọi người nha, bì trộn thịt chả luôn cho cả nhà nha. Và mọi người thấy là tụi em chú đáo đến đâu như vậy nè, đây là một con bánh chiên được bày từ một gà thôi, tại vì đây là đủ rồi. Tụi em sợ hờn, nếu mà lỡ mà bì có bị mục tụi em sợ hờn đó thì xem sẽ hết trứng gà vào cho cả nhà nha. Em làm cái gì thì em cũng phải có sự chuẩn bị, từ đó mình mang cho những cái hộp cơm á, trong đó nó có hai món, nào là sườn nào là bì, mà tự nhiên nửa chừng nó hết bì thì hộp cơm còn biết sườn không, nó không có gì trong đó. Tại vì một khẩu phần ăn thì gần phải có hai món trong đó, thì em cũng sẵn hộp gà, nếu mà sẵn có hộp thì em sẽ chia hộp gà, em thế bì vào nha cả nhà nha. Đây đó, thì là ngày mai bắt đầu là tầm mấy giờ bây giờ, mấy giờ là mình sẽ bắt đầu là mình vô cái phần nấu nước vào hả? 3 giờ kìa, không đi vào. Em thấy là ngày mai là mình phát bệnh viện phát tầm phải bao nhiêu buổi rồi đó. Không
Tại vì bệnh bệnh viện người ta ăn sớm lắm, để người ta đem cho người bệnh ăn á. 3 giờ lên, 3 giờ lên không biết người ta làm được. Mà mình phải chạy một bệnh luôn. Không, cho bệnh không thấy được tí, 15 phút thôi. Đó, nhưng mà chỉ vào 3 giờ vào chiên vào vô hộp là xong, tầm 6 giờ xong, 1 3 tiếng xong không? 6 giờ 1 tiếng đúng rồi. Không, em nghĩ 3 giờ á, nếu mà 3 giờ đi thì chị vào làm cho 3 tiếng rưỡi đi, là 6 giờ rưỡi hoặc là cho tới 7 giờ thì mình chạy lên 7 giờ rưỡi cho 4 tiếng luôn à, cũng được hả chị vào ha. Không, không thấy gì cũng hợp lý. Ví dụ cỡ 7 giờ là có cơm là vô xong hết hộp luôn đúng không? Như vậy là cơm nấu hơi nhiều nên vì vậy là cơm kỳ này là em đặt ở ngoài nha cả nhà nha. Thì thật sự là thường mà em làm nhưng mà cơm em đặt ở ngoài không có mắc đâu, em đặt ở ngoài tại vì khi mà nấu nhiều quá đó, nấu tắm nhiều quá thì em sợ nó bị khô. Tại vì chị giàu cũng không phải là chị giàu bán cơm, thì mọi người biết chị giàu bán cơm thì bán cho bé hai cũng có số lượng vừa thôi chứ không phải là tới 300-400 hộp. Thì đâm ra là chị giàu nấu chị học chưa có canh được cái số lượng quen á, thì sợ khi là thịt ngon nè rồi bì ngon nè, nước mắm ngon, tự nhiên cơm bị khô quá chị đã để mất đi, rồi là mất đi cái sự hoàn chỉnh của cái hộp cơm chị giàu ha. Vì vậy là chúng em sẽ đặt cơm bên ngoài cho các nhà nha. Rồi các nhà sẽ chờ em và chị giàu xem cái tô nước mắm, một cái thau nước mắm nữa, và chị giàu sẽ vô nước mắm trước để ngày mai khi vô cơm là có nước mắm sẵn để còn vào. Em chờ cả nhà nhìn trong cái phần cơm, lúc nào phần cơm chúng ta quan trọng là nước mắm để ăn cơm. Thì bây giờ là mọi người sẽ thấy là hai con đà gọi là vô cái phần nước mắm để ngày mai ăn với cơm nha cả nhà nha. Đây hai giỏi quá mọi người ơi, mà nãy giờ bé hai không có đứng như sao mà để giao lưu một lý là lý do phía sau không, bé hai đang vô nước mắm được đó. Ủa giỏi quá, nhưng mà hơi kẹo nha, hơi nha, kẹo kéo kẹo nha, nó mắm tiếu nha. Ủa nha, ủa kẹo kéo kẹo rồi đó, kẹo. Trời ơi, nè mọi người nhìn nè, mắm là kẹo nha mọi người, mắm là kẹo nha mọi người, mắm nè. Em thật sự là khi mà em quậy lên là em nghe thấy cái mùi nước mắm này em muốn thèm cơm luôn rồi đó, em nói thật sự luôn đó mọi người. Đó thì là 35 nghìn thì em bán. Đó thì mọi người cứ nghĩ đi, cơm sườn mình thường cũng hai bán là bao nhiêu, bao hai? 25 sườn mì 30. Thì mọi người nghĩ đi, sườn mì 30 mà nếu mà chỉ cần mà em nói lần trước á, chỉ cần 300 phần thôi là hết 9 triệu rồi. Mà chị Tú Trần và anh chị khi mà gọi là hỗ trợ đó là tụi em thật sự là khi cả nhà mình hỗ trợ tụi em, tối đa hà tiện lý do phải hà tiện để em gửi lại nha. Hà tiện là như vậy nè mọi người, ví dụ như bây giờ là cái số tiền đó thì chú Trần với lại anh Thiện gửi em 3 triệu, thì chú Trần kia em làm 200 hộp cơm thì em nghĩ đến em không hà tiện thì em làm cũng có 200 hộp thôi. Còn hà tiện là em hà tiện công sức nè, và hà tiện những cái đặt bên ngoài nè, để em dư số tiền đó ra thì em sẽ làm được 30 hộp, 50 hộp nữa để sẽ có được 30 người và 50 người có thêm khẩu phần ăn sáng nữa. Vì vậy là chúng em sẽ gọi là tiết kiệm tối đa, cái gì là tụi em cũng tự làm, không mua một cái gì hết, bì về nhà tự trộn, và tụi em mua chả để trộn vào bì nè, rồi sườn tụi em phải đi mua và hỏi giá cả, trả giá hết mức có thể là những người quen đó. Vì vậy là nói chung là khi làm từ thiện thì tụi em không, em cùng lý không có đóng góp vô được cái phần từ thiện của anh Thiện và chị Tú Trần, nhưng mà em nghĩ là em sẽ đóng góp vô một phần công sức hoặc là những cái phần hậu trường đó, em sẽ lo cho anh chị em phụ á, sẽ có những đồ ăn sáng và những ly nước hoặc là những gọi là những cái khẩu phần ăn gì đó vui, là cái đó là gọi là cái tấm lòng của em. Thì trong đó là gồm giống như là chị Giàu, Bambin và em Tèo, thì ba người đó là luôn đồng hành trong cái khâu phần bếp. Còn Hồng Lý chỉ là cái khâu lên ý tưởng là chị Giàu ơi ngày mai nấu cái này, đi chợ mua bao nhiêu ký thịt là, cái đó là em sắp xếp lên ý tưởng. Còn chị Giàu và em Tèo và em Bambin là trong cực phần nấu ăn, về phần hỗ trợ cho em đem đi đến chỗ này chỗ kia, ví dụ như em ở đây thì Bambin phụ em đem đi, em Tèo phụ em chở đi, chị Giàu phụ em đem đi để đi phát. Thì mỗi người đều có một cái nhiệm vụ riêng, thì em có một nhiệm vụ trọng trách là đứng trước cái đầu tàu để kêu gọi anh chị, còn chị Giàu thì phía sau phần để gọi là hỗ trợ cho em và Bambin và em Tèo cho cả nhà nha. Còn bé hai thì nói chung là cũng tùy lúc, đôi lúc là thì bé hai có buôn bán buổi tối, mệt thì không phụ, còn nếu khỏe thì cũng phụ em trong những cái ngày có phát cháo. Thì em bệnh thì không ai đứng ở đầu tàu được, những thành viên Giàu đâu là chỉ là gọi là phục vụ thôi. Còn thường thường lên kênh thì
mọi người thường muốn xem là phải có một người đại diện thì phải đóng em phải có thứ hai. Như vậy là chúng em là phải làm như là những người trong một nhà, trong một chiếc thuyền, không có người này thì phải có người kia cả nhà nha. Đó, ngày mai là trong phần nấu cơm sẽ có đường nè, mì nè, mỡ hành nè, đồ chua nè, rồi nước mắm nè, sẽ cho mọi người xem một cái hộp cơm nó thôi như thế nào cả nhà. Và clip em và bé hai và chị Giàu cảm ơn tất cả mọi người luôn thương yêu kênh Sức Sống Mới, cũng như là thương yêu Một Lý và bé hai, và sau này là thương yêu chị Giàu, em Đèn và Ba Miên nữa. Cảm ơn các anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm rất là nhiều, và cũng cảm ơn tất cả những người luôn đồng hành cùng kênh Sức Sống Mới. Cảm ơn cả nhà, chúng ta chào mình buổi tối luôn, để hẹn lại các bạn.